Rồi tiếp theo có một vị hỏi là trong trường bộ kinh kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 6 Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Con nên hiểu rõ về lời dạy cuối cùng của Đức Phật như thế nào để từ đó có thể khéo tác ý trong việc tu tập cũng như hành thiền. Thì hồi nãy sư nói cái việc này là cái việc mà chúng ta quân bình giữa tuệ và định. Có nghĩa là sao? Chúng ta hiểu do có tấm thân này cho nên chúng ta mới có sanh tử. Mà khi mà chúng ta sanh tử như vậy đó, tấm thân nó vốn dĩ nó vô thường. Do những cái thiện ác đời trước mà chúng ta có cái nghiệp đầu thai. Do có nghiệp đầu thai mà chúng ta có tấm thân của đời này. Do có tấm thân đời này cho nên chúng ta mới có già, có bệnh, có chết. Mà chính vì có già, có bệnh, có chết cho nên chúng ta mới phản ứng lại bằng những cái thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Mà chính vì những cái thiện nghiệp và ác nghiệp đó dẫn chúng ta tái sanh tiếp tục vào cái đời sau kiếp khác, lại đi lên rồi đi xuống. Mà trong vô số những cái kiếp luân hồi, cái kiếp chúng ta đi xuống nhiều hơn đi lên, cái kiếp chúng ta đọa nhiều hơn kiếp siêu. Cho nên hiểu được chuyện đó, chúng ta hiểu tất cả các pháp của thế gian, tất cả vạn vật của thế gian không thể nào tránh khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết, sự biến hoại vô thường, sự thay đổi không ngừng, cái sự khổ. Và không có gì đáng để gọi đó là tôi, là của tôi. Ngay cả cái tấm thân tứ đại này, tôi không muốn nó bệnh, nó vẫn bệnh. Tôi không muốn nó già, nó vẫn già. Tôi không muốn nó chết, nó vẫn chết. Nhờ như vậy chúng ta có được cái sự tập trung đúng đắn vào cái việc hành thiền, vào cái đề mục thiền. Cho nên Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật.